mong muốn là Tuấn Vĩ giúp đỡ cho chị và cái sự lan tỏa của kênh của Tuấn Vĩ để mà cho chị tìm cha cho bé. Hôm nay thì cũng chị cũng nhắn cho Tuấn Vĩ nhiều, nhưng mà hôm nay cũng rất là may mắn được Tuấn Vĩ trả lời, chị cũng rất là cảm ơn Tuấn Vĩ. Chị Thì cũng thông chị xin cảm cho giới em thiệu, nhé. Ừ, thông cảm cho em dạ là bởi vì là chị thật Nguyễn sự là Hoàng, nó nhiều quá đó, cho nên là em bây giờ em mới xử lý tới. dạ Rồi chị giới thiệu về chị, mình đi chị. dạ chị tên là Trần Thị Bích Chi, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1972, hiện chị ở số nhà 52 đường Phước Tường 1, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cái nhà này thì anh Hồ Trọng Nghĩa vẫn biết. Hôm nay chị lên chị tìm chồng của chị là anh Hồ Trọng Nghĩa, sinh năm 1962, là quốc tịch là Đan Mạch nhưng mà người Việt Nam. Trước đây thì trong cái thời gian mà năm 2008, 2007, 2008 thì 2009 thì mình còn còn dùng cái Zalo đó, Yahoo đó chuẩn bị. Thì chị có lên mạng và trong mạng xã hội thì chị có gặp anh Hồ Trọng Nghĩa này. Thì cũng là kết bạn, là làm bạn với nhau thôi. Thì năm đó là chị cũng là 30, 37, 38 tuổi rồi. Thì cái năm chị 39 tuổi là anh Nghĩa có về Việt Nam là 2010, 19, 2009 nhé, 2009. Thì vào tháng 7, tháng 7 2009 thì đến tháng 9, ngày chị nhớ không lầm là ngày 19 tháng 9 2019, thì chị và anh Nghĩa, ảnh nói là thôi bây giờ lớn tuổi rồi, ảnh cũng ly dị vợ ở bên đó rồi, thì ảnh về ảnh thấy gia đình chị là em út nó đã đâu ra đó rồi, thì chị thì công ăn việc làm cũng ổn định, thì thôi ảnh xin, lúc đó ba chị còn sống thì ảnh mới xin phép ba chị là cho cưới chị. Thì chị nói là bây giờ chị cũng lớn tuổi rồi, chị cũng không cần gì hết, chỉ cần quan trọng là chị không cần phải đi đâu hết, chị ở Việt Nam cũng được. Nhưng mà ảnh nói là ảnh cũng lớn tuổi rồi, ảnh sau này ảnh sẽ về Việt Nam và sống 6 tháng ở Việt Nam và 6 tháng ở nước ngoài. Lúc đó kinh tế chị cũng ổn nên là chị không có nghĩ tới là mình sẽ đi nước ngoài. Chị ơi, bây giờ mình tóm tắt về cái câu chuyện tìm người chị ha. Còn cái chuyện xoay quanh cuộc sống này kia thì không có cần lắm. Em cần cái thông tin mà kiếm kiếm anh Nghĩa đó. Thì trong quá quá trình đó thì nó đã diễn ra và thất lạc nhau như thế nào, chị kể cho em nghe. Và sau đó là tới năm, tới khi mà đám cưới xong á, 2000 tháng ngày 19 tháng 9 2009 đám cưới xong, thì qua một tuần thì anh Nghĩa trở về lại Đan Mạch, bởi vì là anh nói là cái visa của anh chỉ tới đó là nên là anh phải về. Thì anh đi về thì lúc đó là chị đã có thai bé, có thai bé nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn, vì là anh nói là anh về thôi chứ không có nghĩ là sẽ đám cưới, nên là anh về anh sẽ lo thủ tục vào và qua đăng ký kết hôn. Thì chị ok, chị ở đây thì trong thời gian chị lớn tuổi thì chị có bầu bé thì chị cũng cũng là nằm trên giường thôi chứ cũng không làm gì được. Thì anh kêu thôi cố gắng. Thì lúc đó anh có viết thư mời về đại sứ quán Đan Mạch và mời cho chị qua bên du lịch thì sẽ đăng ký kết hôn ở bên đó. Thì có thư mời về thì chị có ra đại sứ quán Đan Mạch thì có xin visa. Xin visa thì khi mà đợi visa, xin visa đóng tiền 100 đô rồi á, thì cái thời điểm mà hai đầu năm, cuối năm 2009 á, thì chị chỉ đóng visa được 100 đô rồi. Thì tới cái năm, tới qua qua đầu năm 2010 á, thì đại sứ quán có gửi giấy về là đi, thì bên đó ổng mới gọi, ổng mới nói chị là bây giờ bầu lớn rồi thì đi khám bác sĩ thì nó không cho đi, vì bác sĩ nói là trên 7, 7 tháng bầu rồi là đi máy bay, sợ sinh non trên máy bay nên là không có đi được, không có đi du lịch được. Thì bên đó ổng sẽ không đồng ý, thì bên này chị cũng không được đi, vì chị có đi cũng không được bởi vì sẽ không đi máy bay được. Và sau đó chị sinh bé, chị sinh bé thì chị sinh bé là ngày hai, đáng lý ra là bé là sinh ngày ngày tám Chị tháng ơi, dạ không cần kể như vậy, nó dài dòng lắm chị. Cái chuyện đó nó không có quan trọng về về cái việc mà thông tin để mà kiếm người đấy nè. Là cho em hỏi, có nghĩa là giữa anh với chị có đăng ký kết hôn với nhau không? Chị không có đăng ký kết hôn, nhưng mà để chị kể tiếp cho Tuấn Vĩ nghe. Và sau đó là khi mà bé 6 tháng á, thì anh Nghĩa có quay về, anh Nghĩa có quay về
thì ảnh có về Việt Nam và ảnh ở Sài Gòn và chị biết thông tin thì lúc đó là bé nằm bệnh viện, thì một tuần sau hoặc 2 tuần sau thì ảnh mới về nhà chị đây. Hiện chị vẫn ở cái nhà này. Ảnh về đây thì chị sợ là lúc đó ảnh về thì chị mới sợ gia đình chị biết, thì chị mới nói thôi bây giờ không cần kết hôn nữa thì anh cứ xuống anh đi làm giấy thủ tục nhận nhận con để cho cha nó cho con nó có giấy khai sinh, nó có cha để sau này nó đi học, còn với em thì không sao hết. Thì chị đã xác định như vậy, thì chị xuống sở tư pháp thì chị chở anh xuống sở tư pháp. Lúc đó bé chị được 6 tháng thì anh mới về, thì xuống sở tư pháp thì anh đã làm giấy xác nhận con, nhận con và nộp nộp lệ phí là hình như đâu là 100 mấy đô đó. Thì anh nhận con thì chị mới nói với lại sở tư pháp á, là còn cái giấy gì cho anh Nghĩa ký hay không, vì ảnh cần gấp, bởi vì chị biết ảnh đã có một cái nơi khác để về, nên chị mới nói là thôi bây giờ anh bây giờ là có cần cái giấy gì cho anh Nghĩa ký nữa hay không. Lúc đó chị chỉ nghĩ tới con thôi chứ bản thân chị thì chị không nghĩ, chị chỉ nghĩ là làm giấy khai sinh cho con cho nó có cha sau này nó đi học thôi. Thì sau đó thì ảnh ký hết giấy tờ nhận con xong dưới sở tư pháp Đà Nẵng. Lúc đó thì chị chở ảnh về, là chị chở xuống, chị đặt vé máy bay cho ảnh, chị nói là bây giờ là anh muốn đi Nha Trang hay là đi Sài Gòn, thì anh nói là ảnh đi Sài Gòn, thì chị chở chị xuống đặt vé máy bay cho ảnh đi. Và sau đó ảnh đi vô vào ảnh đi sáng ngày mai là chị chở ảnh đi vào đi đi máy bay luôn. Thì bắt đầu từ đó là cắt liên lạc. Thì qua khi mà năm 2012 á thì ảnh có liên lạc lại với chị, ảnh mới nói là thôi bây giờ tất cả bỏ qua hết, bây giờ là giấy tờ anh xong xuôi hết rồi, bây giờ em gửi hết giấy tờ của con qua đây là để cho anh, và anh gửi thư mời về hai mẹ con làm để đưa qua đây, trừ tất cả những gì thôi em bỏ qua hết để tương lai cho con. Thì chị mới đồng ý và làm giấy tờ cho con. Thì khi trong thời gian đang làm giấy tờ cho con á thì chị nhận được tin á là ảnh về Nha Trang. Vì lúc đó nó còn Yahoo á, thì chị có được một số bạn bè của ảnh là ở bên Đan Mạch thông báo là anh Nghĩa ảnh đã về Việt Nam. Thì chị liên lạc á, thì cái cô đó là ở trong Nha Trang á, là mới bắt máy. Thì chị mới nói ủa em là ai mà cầm máy của chồng chị, thì cổ ủa vậy hả chị cúp. Thì bữa sau là cổ gọi lại cho chị là cứ nói là cổ cũng đám cưới với anh Nghĩa này đó. Thì lúc đó chị trong lòng chị rất là bối rối, thì chị mới lúc đó bé chị lúc đó mới có 3 tuổi hơn gì đó, thì chị có dắt vô Nha Trang là chị nhớ là Diên Khánh Khánh Hòa gì đó, đi vô một cái đình làng nào đó, nhưng mà bây giờ cái tuổi nó lớn rồi nên nhiều khi lúc đó về chị bị stress đó, nên bây giờ chị quên hết, chị không nhớ nhiều, chị chỉ nhớ là vô Diên Khánh Khánh Hòa gì đó. Thì vô được cái nhà cô Hương đó, nhưng mà em cô Hương đó không cho cặp, thì chị lên trên phường, ở trên phường của cô Hương đó ở thì nói là có ông Nghĩa có về đây, ông Nghĩa có về đây. Và chị đi ra cái sở tư pháp của Nha Trang á, chị hỏi thành phố Nha Trang á, chị hỏi thì nói là cách đây một tuần thì ông Nghĩa đã về đăng ký với kết hôn với cái chị là Nguyễn Thị Hương này rồi, ở Khánh Hòa rồi. Thì lúc đó thì sở tư pháp nói là bây giờ không làm được, người ta đúng pháp luật, người ta gái không chồng trai không vợ thì người ta đăng ký cái không, đó là cái quyền. Nhưng mà bây giờ thì chị đã bỏ qua hết, chị đã dắt con chị trở về, chị dắt con trở về thì chấp nhận. Và sau đó thì chị có làm một cái đơn ra tòa án của thành phố Đà Nẵng mình là xin không không công nhận là vợ chồng, để không có liên quan gì tới chị vì chị chưa có kết Dạ, hôn mà đương đó. nhiên là cái chuyện mà giữa chị với ảnh là đâu có liên quan, bởi vì đâu có giấy hôn thú rồi này kia đâu mà công nhận là không vợ chồng, bởi vì có vợ chồng thì mới công làm giấy là giải là ví dụ như ly hôn hoặc này kia, chứ còn bây giờ không có giấy tờ gì lấy đâu mà làm ly hôn. Cái điều quan trọng nhất ở đây là nó bị dính dướng vô cái chuyện là giấy tờ của đứa con, đúng không? Là giấy Dạ giấy dạ tờ vậy đứa chị nói con là tiếp cho con của Tuấn Vĩ ảnh, nghe. đúng không? Dạ dạ chị nói tiếp cho Tuấn Vĩ nghe này. Và vì á, là mình sợ là sau này ông sẽ đi về là bắt con, lúc đó cái tâm trạng của mình là như vậy, nên mình nghĩ ông kết hôn rồi ông có thể là bây giờ con ông có thể về ông đầy đủ pháp lý để ông nhận con ông đi, thì mình chỉ có một đứa con thôi, nên là chị ra tòa không công nhận là vợ chồng, vì bé nó mới có 3 tuổi thì nó sẽ ở với mẹ chứ không có được quyền theo cha. Thì tòa vẫn gửi thư
vẫn gửi thư ba lần qua bên Đan Mạch theo cái địa chỉ ảnh đã cung cấp, thì ảnh cũng không, ảnh không có trả lời trả vốn gì hết, thì tòa vẫn ly hôn, lên ra tòa cho chị là không công nhận là vợ chồng, đã có là đã có tác dụng. Thì sau đó thì vẫn đi, bây giờ tới cho tới bây giờ thì chị vẫn cho dắt cháu là đi du lịch như là Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc, Malaysia, mấy chỗ mà nó không cần visa quan trọng thì được. Nhưng bây giờ là đi du lịch Úc chẳng hạn, vừa rồi chị có nộp một cái đơn du lịch Úc cho cháu, thì bên sở di trú họ nói là bây giờ phải cần chữ ký của cha đồng ý cho con đi du lịch với mẹ, hoặc là quyền hạn chế của trai với con dưới 18 tuổi. Thì chị cũng tha thiết rằng là bây giờ ảnh có một hạnh phúc ở một nơi nào đó, chị chỉ mong muốn một điều rằng là chỉ cần một, thì ảnh cho chị xin một cái chữ ký cho con để cho con nó có cái tương lai của con thôi, chứ chị không cần gì hết. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là nếu ảnh không cần chữ ký thì ảnh chỉ có thể là từ chối quyền làm cha của con cho chị, để chị cho con chị nó có một cái tương lai thôi. Bởi vì mình người lớn mình gây ra những cái gì thì mình chịu, còn trẻ con nó vô tội, nó không có một cái tội gì hết cả, từ nhỏ đến lớn nó chỉ gặp cha nó được một lần một và chưa bao giờ gặp cho tới ngày hôm nay. Thật sự chị chỉ thương con vậy thôi, chị chỉ tha thiết là mong cộng đồng mạng và cái kênh của Tuấn Vĩ trong và ngoài nước, kể cả ở Nha Trang, và trước đây chị có nghe một cái thông tin rằng là ảnh có một người vợ tên Liên ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chị hy vọng là ảnh không nhận thì có thể con ảnh nhận để cho con chị nó có anh, có chị, có em. Và ở Đan Mạch thì ảnh có ba người con, hai người con trai, một người con trai và hai người con gái theo chị biết. Thì chị chỉ mong muốn là chị chỉ có một thân một mình nuôi con, mà chị cũng 52, 53 tuổi rồi, thì cuộc đời nó vô thường, không biết là mình sẽ về đâu. Và con mình có hy vọng là nó sẽ có cha, thì cha bây giờ thì ảnh cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi, thì chị nghĩ thời gian thì nó cũng không còn nhiều. Mà còn con của ảnh nữa thì có thể là nhìn anh chị em cho con chị nó có anh chị em thôi. Tôi mong muốn điều là ảnh không cần nhận con cũng được, thì ảnh có thể quyền từ chối làm cha cũng được, cho bé cũng được. Chứ chị không có mong mỏi một cái điều gì, bây giờ không còn trách hờn gì, cũng rất cảm ơn là dù sao chị vẫn có chồng để có con ngày hôm nay, để mình có đứa con, cũng không chẳng còn trách hờn gì nữa, cũng rất là cảm ơn ảnh. Nhưng mà điều mong mỏi ảnh là nghĩ lại đứa con thôi, bởi vì cuộc đời mình nó cũng lớn tuổi rồi, mình không biết ngày mai mình sẽ như thế nào, và có thể anh em nó có thể nhìn nhau để mà biết à nó vẫn có anh có chị, để mà sau này nó có chỗ à nó vẫn biết. Chị chỉ mong mỏi một điều, mong cái nước Mỹ, chị cũng rất tha thiết vì coi cái nước Mỹ rất là nhiều, theo dõi mấy năm nay rồi, cũng khóc nhiều, cười nhiều, cũng tiếu nhiều, cũng theo từng cái một cái giai đoạn, không có clip nào của Tuấn Vĩ ra mà chị bỏ sót hết. Nhưng mà chị biết Tuấn Vĩ rất là bận đó, nên chị tha thiết là như vậy, mong cộng đồng là thương xót chị, giúp đỡ cho chị, cho bé nó tìm được cha, thứ nhất. Thứ nhì nữa là xin chữ ký của cha. Còn thứ ba, nếu ảnh cảm thấy chị làm phiền tới gia đình của ảnh hiện tại, chỉ cần ảnh cho chị một cái tờ giấy từ chối quyền làm cha đối với con cũng được. Để cho cháu Vậy thôi. nó hợp lệ, để mà Dạ. nó có thể đi nước ngoài không không cần giới quyền hạn chế của người cha, có Dạ nghĩa là đúng rồi. nó được Dạ. tự do đúng không? Dạ dạ đúng Thì rồi. bây giờ là cái nội dung là, một là hy vọng người cha đó là cho con được một cái chữ ký, gọi là để cho nằm trong cái tầm kiểm soát của cha. Hai nữa Dạ. là từ chối quyền làm cha để mẹ toàn quyền quyết định. Dạ. Bây giờ chị đọc cái địa chỉ cho mẹ. Đọc cái địa chỉ mà hồi mà ảnh làm giấy nhận đó, thì ảnh có cái địa chỉ chỗ ở đó Tuấn Vĩ, là Hồ Trọng Nghĩa, là Hanban Well 2.3 MF 8381. Chỉ trích là cái tên đường đó, Tuấn Vĩ, cái chỗ ở bên Đan Mạch đó, Đan Mạch. Còn là cái số mà định danh mà giống như mà cái số chứng minh của mình ở ở Việt Nam á Tuấn Vĩ,
là cái số định danh của ảnh, ảnh là sinh sinh ngày 10 tháng 2 năm 1962. À, cái số định danh của ảnh ở bên Đan Mạch đó là 20342103 038, là cái số hộ chiếu đó Tuấn Vĩ. Dạ. Bây giờ là Ok chị thì chị nghe thông tin rằng là ảnh thường là hè ảnh hay về Nha Trang á, chứ chị không biết là ảnh có thay đổi vợ hay không, thì mình không biết cái cuộc sống của ảnh. Thì bây giờ rất là lâu, cả 10 năm nay chị không có liên lạc được, coi như là ảnh về ảnh cắt hết. Thì bây giờ hiện tại thì chị cũng là biết là thường là hè ảnh hay về Nha Trang, là về nhà chị Hương đó. Thì chị cũng tha thiết là tất cả là bây giờ lớn tuổi hết rồi, mọi cái có thể bỏ qua hết rồi, mọi cái mình là phụ nữ thì chấp nhận, người lớn có thể chấp nhận hết tất cả. Chị tha thiết chị Hương đó hoặc là một người phụ nữ nào đó đang sống cạnh anh Nghĩa cho chị xin một chữ ký của anh Nghĩa, còn không thì có thể là từ chối quyền làm cha đối với bé Hồ Bảo Ngọc sinh ngày 8 tháng 4 2010. Đó. Trước đây á là chị, khi chị sinh ra bé chưa có giấy khai sinh, chưa có họ cha á, thì chị đặt bé là Trần Hồ Jenny, là ba nó đặt tên á, là lấy họ của chị là họ Trần, họ ba họ Hồ. Jenny là ba nó đặt là Trần Hồ Jenny, nhưng bé nó đau miết, nó nằm bệnh viện á, bác sĩ y tá cứ đi tìm cái con bé nước ngoài. Nên khi chị quyết định là ảnh đã như vậy rồi á, thì khi là nhận làm cha rồi, chị thay đổi cái giấy khai sinh của bé thì chị đặt lại là Hồ Bảo Ngọc sinh ngày 8 tháng 4 2010. Cộng đồng mạng. Rồi em nắm được cái nội dung rồi chị ha, cũng hy vọng là ở trong cộng đồng mà có ai biết được ảnh thì cũng hy vọng là trên cộng đồng người ta sẽ báo tin giùm. Và cái hình ảnh của ảnh thì hồi nãy chị có gửi đến cho em đó ha, là ảnh thì người Việt nhưng mà quốc tịch là quốc tịch ở bên Đan Mạch đó chị ha. Đúng vậy. Ảnh tên thường gọi là tên gì chị ha? Dạ Hồ Trọng Nghĩa. À, Hồ Trọng Nghĩa, đây rồi, đúng rồi, em có ghi. Rồi, ok chị. Rồi em hiểu được cái nội dung câu chuyện rồi. Thì có ai lên tiếng báo gì thì em sẽ cho chị hay, cũng mong được Dạ cái sự dạ giúp đỡ của cộng đồng. cảm ơn Tuấn Vĩ và cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Mong là sự lan tỏa để cho giúp đỡ cho chị. Và nếu có thông tin gì của anh Nghĩa thì các con anh Nghĩa cũng được lên tiếng cho chị biết, thì chị sẽ hậu tạ 10 triệu theo khả năng của chị. Rất cảm ơn Tuấn Vĩ và cộng đồng giúp đỡ giùm chị để cho cháu nó có một cái tự do, để cho mẹ lo cho cháu có một cái tương lai nó tốt hơn. Bây giờ mà nếu mà chờ qua 18 tuổi thì bây giờ cháu mới có học lớp 7 Tuấn Vĩ. Mà chờ qua 18 tuổi là 5 năm nữa, thì tới 5 năm nữa thì chị gần 60 rồi, chị không có lo được gì cho bé hết. Thì rất mong cộng đồng giúp đỡ lan tỏa giúp chị cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn. Ok chị. Rồi, em chào chị ha. Em nắm được cái nội dung Dạ rồi. cảm ơn. Rồi, chào Dạ chị. cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều.